Vâng, cảm ơn quý vị đã trở lại với Chris Phan và Lucy Đinh Năng Nguyễn với chương trình phần 2 của Thông tin giải trí cuối tuần. Và hôm nay chúng tôi có coffee là màu đen với màu chưa? Vàng, quá ngon. Thưởng thức chưa? Ở đây coffee rất là đặc biệt. Tại vì anh Phúc ở đây á, anh pha cái này với những cái hạt cà phê á, mà anh phải bỏ hạt ngò nha. Không có bỏ hạt ngò, nhưng mà như anh phải giống như là impossible. Mua rất là đặc biệt, cái này là special coffee. Còn cái đây là special orange juice là vì lý do không có đường nguyên chất mà còn có hai trái tắc nữa. Mình phải yêu cầu nha, có tắc vô nó thơm. Cái tắc vô. Dạ, nhưng mà mỗi ngày á mình đến đây mình uống này là có vitamin C. Uống mỗi ngày luôn? Yes. Wow, ngon quá mà. Rất đẹp. Vitamin C. Vâng, chúng tôi trở lại với phần 2. Thì lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về những cái thông tin và mình có thể compare là so sánh Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Thì chúng ta thấy hai khuôn mặt, một khuôn mặt phương phi hồng hào và nhìn nó cương trực, thẳng thắn, còn một mặt léo lận, ma mãnh. Và cái khuôn mặt khi mà con người mà cái tướng sinh tại tâm, cái con người mà ma giáo, ma đạo thì nó hung lắm. Khuôn mặt không có tự tin mà nhìn giống như ở cái trong người xác đi ra á, cái mắt nó nhìn không có hồn. Như là Tổng thống Trump, cái mắt nhìn vô ông, nhìn vô nó có thần lắm. Đúng. Cái mắt của ông Joe Biden á, mình quý vị để ý coi, như là một con lươn nha. Vâng, như lời thứ hai nữa, ông lo liếc cổ tay nè, ông liếc cái đây nè, thầy có nốt có nốt đó. Quý vị, như là cái lỗ tai ông gắn cái earphone mà nó make up nha, nó giống như cái da của lỗ tai vậy đó. Bây giờ tối tân lắm quý vị. Dạ, bây giờ tối tân lắm cho nên nó màu da nè. Rồi cái dây cũng màu da luôn. Sao mình cho nên nhưng mà không có gì qua sự thật nhé. Sự thật là sự thật, không ai được làm gì khác hơn sự thật được. Đã nói sự thật là không thể nào chối cãi được. Cho nên anh có tài giỏi gì, anh có dối trá, anh có trơ trẽn, anh có điếm đàng, anh có ma mãnh cái cỡ nào nữa, sự thật vẫn là sự thật nhé. Vâng, và là cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là một cái cuộc debate nó rất là không công bằng, mà mình thấy nó rất là bẽ bàng. Mình chưa thấy một cái lịch sử của một người hướng dẫn chương trình về tranh luận của Tổng thống mà tự động tranh luận với ông Tổng thống luôn. Tranh luận với một cái người ứng cử luôn. Cái đó cái, là một cái người referee là phải đứng. Cái người trọng tài mình nói hướng dẫn chương trình đó. Quý vị có để ý không là khi nào mà có một cái vấn đề gì mà họ nghĩ là họ có thể tấn công ông Tổng thống Trump được á, thì cái người mà moderator đó ông lại hỏi thêm một câu hỏi đúng. thêm, mà những cái gì mà có lợi cho Tổng thống Trump thì lại không hỏi thêm câu hỏi. Vâng, và chúng ta thấy cái đó là một cách rất là thiếu lương rồi tâm và nghề nghiệp. Bây giờ họ muốn đổi cái luật của cái debate không? Tổng thống Trump là không phản đối. Họ muốn làm sao phản đối trong... nói không có phản đối, nói là bây giờ có cái rule rồi, tại sao sau cái đầu tiên á là muốn đổi cho rule. Thì Tổng thống Trump, vì quý vị thấy tôi đã thắng rồi. Cái thứ hai nữa quý vị thấy nè, khi mà ông Tổng thống Donald Trump nói cái điều gì đó thì ông Chris Wallace, người hướng dẫn chương trình, là cắt. Và ông cắt, anh interrupt tới 76 lần, trong khi ông interrupt ông kia tới 12 lần. Là mình thấy nó unfair đến cỡ đó. Và những cái câu hỏi đó thì... Anh biết tại sao ông interrupt ông Biden không? Ông thấy ông Biden nói không có lợi cho ông Biden. Đúng, exactly. Ông help him too much. Và ông Tổng thống Donald Trump, ông biết cái yếu điểm của ông Joe Biden đó là lẫn, người lẫn. Cho nên ông chỉ tấn công một lần, ông tấn công tiếp lần nữa, ông kia cứ bắt đầu liền. Liền là bắt đầu anh muốn suy nghĩ lại, anh chờ cái sự nhắc nhở. Đó, cho nên cái thấy một người mà ra ứng cử tổng thống mà lú lẫn như vậy, mà già nua như vậy và không có sức khỏe như vậy, chúng ta, và chưa kể cả cái bản chất là điếm đàng, tham nhũng này. Và cái mà điều mà người Việt, mình không biết bất cứ người khác, nhưng mà đối với người Việt tị nạn cộng sản, chúng ta không thể chấp nhận được cái tên này. Là chính vì cái tên Joe Biden đề ra năm 1975 và năm 1977 nữa nhé, trên hai tờ báo New York Times và Washington Post, là hắn đã tuyên bố là không cho bất cứ người nếu mà không muốn chấp nhận tàu cộng thì không thể chấp nhận được Joe Biden. Rồi. Okay. Bây giờ. Và hồi xưa đó thì cái bên Democrat cũng nói một cái câu mà nó cũng không đúng. Họ nói nếu mà không có chấp nhận Nga Xô thì không có chấp nhận Tổng thống Trump. Nhưng mà bây giờ Nga Xô đâu dám làm gì đâu á.
đâu hó hé gì từ ba năm mấy nay rồi. Bây giờ chúng ta thấy một cái sự lợi cho Nga Xô. Đúng một cái sự so sánh mà giữa cái debate đó thì ông tổng thống Donald Trump ông nói thẳng với ông người hướng dẫn chương trình đó là Chris và Wallace thì nói hình như tôi đang tranh luận với anh chứ không phải tranh luận với ông Joe Biden. Yeah. Ông nói một cách rất là rõ ràng như vậy thì ông kia ông tái mặt luôn. Tại vì tổng thống nó biết điều đó liền. Đấy, ông Donald Trump không có microphone, không có bài vở, không có gì hết. He answer like this. Uh-huh. Vâng, một cái câu nào là bác lại câu đó liền. Khi một người cương trực nhanh, một người thẳng thắn cương trực bản lĩnh thì nó như vậy. Họ không có quan tâm những cái điều léo lẫn, bất cứ kể vì cả léo lẫn ông hiểu trả vấn lời đề kỳ này tổng thống Trump còn nhanh hơn nữa là vì ông hiểu vấn đề còn nhiều hơn. Đúng rồi, trước khi ông vào cái tòa Bạch Ốc. Exactly. Tại bây giờ ông hiểu được cái chính trị, cái ma mánh, cái điếm đàn của đảng Dân Chủ và cái những cái thành viên kỳ đó này á, mà ông Joe Biden cũng nghĩ là ông mạnh á, ông muốn nói là ông tổng thống Trump là racist, kỳ thị nhưng mà tổng thống Trump là bây giờ đưa bằng chứng đây tôi coi. Vâng, nó có cái điều này là ông trong khi ông người hướng dẫn chương trình đó, Chris Wallace đó, hỏi ông tổng thống Donald Trump đó, và để cho ông Joe Biden hỏi luôn đó là ông tổng thống Donald Trump đã là một người racist, là người kỳ thị và một người tăng bốc bảo vệ và ủng hộ cho da trắng không, nhưng mà ông Chris Wallace không hỏi ông Biden là ông nghĩ gì về Antifa. Ông nghĩ gì về Black Lives Matter, ông nghĩ gì về looter là hôi của, cướp của, rồi ông nghĩ gì riot là những kẻ bạo loạn giết người đó như vừa rồi đó, không bao giờ hỏi cái điều đó. Cho nên mình thấy có nhiều điều đây không phải là riêng về cộng đồng Việt Nam chúng ta có ý kiến như vậy, mà cả nước Mỹ nha, kể cả những New York Times, mấy người editor New York Times chủ nhiệm chủ bút cũng viết lên điều đó. Yeah. Và những đồng nghiệp của Fox News đã thấy rất là xấu hổ, rất là nhục nhã có một người đồng nghiệp ở trong cái Fox News đã làm một cái chương trình mà không theo cái nhiệm vụ của mình, không theo cái những gì mà cần có lương tâm và cái khả năng của mình để mà hướng dẫn cái chương trình điều đó. Họ sau đó đài CNN, Chris Wallace và những cái người mà trong cái tổ chức mà cái debate ấy, họ mới nói là cái buổi debate đó không có nói về những cái vấn đề chính của cái chính trị. Mình nói quý vị là cái người monitor, quý vị phải đưa những đề tài đó ra, quý vị không đưa bây giờ quý vị nói như vậy thì cái hội trường đó không có, người dân không có thể trust được nữa. Đúng. Không có thể tin tưởng được nữa. Vâng, có cái điều này nữa về nói về luật thuế. Ok, thì Chris Wallace là người hướng dẫn chương trình đó đã moi móc là ông Trump đã thiếu thuế 750 đồng. Thì trong vòng suốt 10 năm mà ông trốn thuế, ông còn bây giờ còn thiếu 750 đồng. Nghĩ ông nói là đóng thuế 750 đồng. Vâng, và như vậy thì quý vị biết là tại sao ở một cái xã hội này cái chữ trốn thuế và tránh thuế nó khác nhau. Tránh thuế là làm sao để chúng ta người lao động cũng vậy và người làm kinh doanh cũng vậy. Deductible. Nếu mà quý vị nào đang coi chương trình mà chưa bao giờ có deductible đó mới là lạ đó. Cho nên cái deductible, cái gọi là tránh thuế là chúng ta tìm những cái điều để khấu trừ để chúng ta đem thuế trở lại. Trốn thuế là mình nợ thuế, yeah, xong rồi mình không trả thuế. Còn đây mình tránh thuế. Tránh thuế là hợp pháp. Làm sao cái người khai thuế cho mình họ biết được luật pháp đúng và thì tránh cái thuế câu được. Hỏi phải là ông Chris Wallace hỏi quý vị ứng cử viên có nợ thuế không? Trong khi đó không cho hỏi ông Joe Biden về cái chuyện tham nhũng. Tham nhũng đối với ở Ukraine gần 1.5 triệu và ở tại China thì gần 1 tỷ. Nhớ không nè, cái tham nhũng ở đó Chris Wallace đã cắt ngang liền, không cho hỏi cái điều đó. Mà sao cái đó phải được investigate? Dạ, thì nó đang investigate, điều đó không thể phủ nhận được, nhưng mà bây giờ ở trong cái trạng thái và về debate, cho nên về tranh luận, cho nên chưa có điều tra, và cái người điều tra đó là thượng viện. Bây giờ ông
ông nói thêm vì cái tham nhũng đó nó dính líu với lại con của ông Joe Biden nên mới đưa lên cái tên của con ông Joe Biden. Ông Joe Biden hỏi, ủa tôi không có đưa tên, nói cái tên của con ông Trump, tao đưa tên con tôi vô. Oh sorry, tại vì cái tên đó dính líu với những cái tham nhũng mà của ông Joe Biden. Rồi hơn nữa, ông nói là vấn đề ồ con ông đi lính và được bây giờ đã chết rồi, nhưng mà ông Joe Biden có hai người con là Bo và Hunter. Bo đã chết rồi, đúng, đi lính chết rồi không có sao hết, nhưng mà Hunter là cái ông mà quậy đó, ông mà rất là quậy tham nhũng nữa, mà giúp cho ông Joe Biden tham nhũng ở Trung Cộng. Dạ vâng. Và hình như mình đã hết giờ cái phần 2 rồi phải không? Phần 2, đúng rồi. Vâng, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với phần 3 và chúng tôi nói về những cái giá trị mà của Chris đang nhận được. Actually, đây. No, anh Chris, mình còn khoảng chừng 5 phút nữa. Ủa vậy hả? Như thế? Thì mình nói tiếp. Chúng tôi rất là anh em rất là thân với nhau và làm cái chương trình đây mình nghĩ chắc cũng mười mấy năm rồi, liên tục như vậy. Dạ. Từ Vietstar cho tới lên VNATV, VSN và vâng. Thật sự là truyền thông phải là có nhiều người hỏi mình đó chứ. Ok, vì sao mình ngồi gần quá vậy? Nhưng mà thưa quý vị, Dina Nguyễn là test hàng tuần là negative. Chris là Chris là under negative luôn. Anh Chris có nhớ là anh Alex mà hỏi mấy không? Oh yeah, 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 mà là người Chàm đó. Anh có một cái clinic anh có cái clinic ở Santa Ana chuyên test về COVID á, thì mỗi tuần đi đến thì test cho Dina. Ồ, dễ thương quá. Ok, rồi đó, Chris lại test. Một lần Chris test tốn tiền nha, 19 đồng, 20 đồng. Cái đó rẻ đó anh Chris. Rẻ hả? Yes. Mấy chỗ khác là... Nhưng mà đáng số như vậy, quý vị, mình đi test mà nếu mà mình mà negative không bị gì, mình đòi tiền lại. Tại vì tôi khỏe mà. Thôi đi. Anh nói giống dân chủ quá nha. Dân chủ sao được? Anh phải có phải ủng hộ business. Quả business sao được? Bây giờ là phải cái những cái người, những cái trạm y tế đó là phải cung phụng cho người dân. Không, người pháp năm đây là những cái trạm y tế đó là private owned. Ở đây chính quyền họ không có mở ra những cái trạm y tế. Nhưng mà bây giờ những cái người tư nhân như vậy cũng phải giúp cho chính quyền, thay mặt chính quyền, tại lâu nay làm ăn giàu có rồi cũng phải phục vụ cho người dân chứ. Lúc nào cũng tiền. Yes, ai hay ta. Họ cũng có cho nhiều người. Đã vậy rồi có nhiều chỗ lại bán cái kích của tụi China nữa. Đó, made in China nữa. Đó, cho nên cái đó là những cái người ác độc. Ở đây có một số người rất là ác độc như vậy. Hình như bây giờ phần đông là China hết. Dạ, không còn biết. Nhưng mà bây giờ, y tế đó, họ có cái nhu cầu. Dạ. Bây giờ không, no more. Bây giờ tại này Johnson đã làm được rồi nè. Sunnyvale, những cái hãng mà của y tế của Mỹ á, bây giờ là đã replay hết tất cả những cái đồ của tụi China. Quý vị, khi quý vị đi chợ hay bất cứ điều gì, quý vị thấy China, made in China, please. Biết China còn get muốn bán cho sở dưới cục mấy cái đồ filter đó. Filter. Đi như thế. Thường thường á, mà sao mình đọc rất là nhanh, trong kỳ đó mình thấy gì China, mình nói cái này á, tôi không muốn trong đây. Cái phải bầu lại hết mà những người ở trong cái hội đồng mà bên thủy cục á, là họ ủng hộ cái đó nha. Mình nói lên một cái, không, mình nói lên cái mình không muốn làm ăn với China, là họ bầu, yes, họ ủng hộ cái suggestion của Dina. Quý vị thấy nó rất là nguy hiểm, quý vị. Những người dân cử mà làm thị trưởng, làm nghị viên, làm gì giám sát viên đồ đó, phải lên tiếng nói như điều đó. Giống như Dina làm ở trong giám đốc thủy cục, khi mà đụng tới những cái đồ của China để nhập vô, nếu mà mình không có nói, tụi Mỹ nó cũng bình thường lắm, họ rất là đơn giản. Họ thấy miễn sao rẻ. Họ thấy rẻ, họ thấy xây tiền, họ thấy tiết kiệm tiền cho ngân quỹ là những họ cái ok. Người mà khoa học gia ở sở thủy cục đó, họ chỉ nghĩ đến cái product thôi. Họ không có nghĩ đến cái nguồn gốc nó đi đâu, nó phải ok cái hãng này bán như vậy nó rẻ, nó có cái chất lượng mà cần thiết là họ mua. Vâng, khi mà nói đến China thì chúng ta phải nói đến ông Joe Biden. Và ông Joe Biden là luôn luôn pro, là ủng hộ China, rõ ràng như vậy. Và chúng ta đây cả thế giới này nói chung và nước Mỹ mà ủng hộ Tổng thống Trump là luôn luôn chống đối China. Anh biết, ok, bây giờ nói cái chuyện này cũng vui lắm. Anh có biết cái người mà tỷ phú nào mà ủng hộ ông Biden không? Có một ông, rất là famous. Plumber, định cho 100 triệu để mà ủng hộ. Ok, nào, một ông rất là famous
mà ông không có nói thẳng là ủng hộ tổng thống Trump, mà tất cả những gì tổng thống đưa ra là nói, ông ủng hộ tổng thống Trump. Nói ủng hộ tổng thống Trump á hả? Yeah. Tưởng đâu ủng hộ cho ông Joe Biden. Yeah, okay. Hai bên. Okay. Bên là ông Bloomberg, bên kia bên bên kia hình như là ông ở Home Depot phải không? Ông Home Depot. Ông làm cái này nè. Apple. Ông yes. Really? Ông làm When stop gì gì em dạ thôi. lây bệnh của Joe Biden. Vâng, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại mình phần ba. Không tranh cử đâu. Không tranh cử mà phải cố lẫn. Dạ, xin quý vị đừng rời máy nha. Cảm ơn quý vị.